Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay mình có mặt tại vùng đất rồng của anh Hoàng Mạnh Long. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cũng như là dẫn các bạn đi tham quan cái khu vui chơi này, cũng như là giới thiệu một vài những cái loài động vật cho các bạn xem ha. Và tất nhiên các bạn cũng biết anh Hoàng Mạnh Long là một trong những người mà đi đầu trong cái môn chơi cá rồng ở Việt Nam mình. Thì hôm nay anh Hoàng Mạnh Long sẽ làm hướng dẫn viên dẫn mình đi tham quan vùng đất rồng ha mọi người. Ok, cùng theo chân anh Long nha. Ok, Long có thể nói qua về cái mục tiêu cũng như là cái lý do tại sao mình khai trương vùng đất rộng không? Thì lúc đầu thì mình làm cái trang trại này cũng lâu rồi, cả mười mấy năm rồi. Thì chỉ là trang trại cá rồng thôi, và mình cũng nuôi những con thú này kia, nhưng mà mình không mở cửa cho mọi người tham quan. Thì sau này, sau dịch ấy, thì mình mới thấy cái ở trên Củ Chi này, mình ở trên đây nhiều thì mình thấy là trên đây người lao động rất là nhiều, những khu công nghiệp nhiều, nhưng mà người ta không có chỗ chơi. Thì mình mới mở cửa cho người ta để một cái điểm cuối tuần người ta có thể dắt con cái tới đây chơi sau cái giờ làm việc và giờ học. Thì không phải xuống thành phố, tại đi thành phố thì cũng phải thuê xe này kia đi, còn ở đây thì cứ chạy thẳng tới thôi. Và cái giá nước này kia nó cũng rẻ hơn là đi mấy chỗ khác. Nói chung là ở thành phố mình thì các bạn có rất là nhiều những cái khu vui chơi giải trí rồi, thì nhưng mà ở dưới Củ Chi này thì theo như anh Long có chia sẻ thì nó rất là ít, và cũng như là không có quá nhiều khu vui chơi. Thì thường mà bà con mà ở đây mà muốn chơi thì phải bắt xe khá là xa ha, cho nên là anh Long làm cái vùng đất rồng để mà vừa là khu vui chơi giải trí và cũng vừa là cái vườn thú nhỏ để cho các bạn trẻ tới đây cũng như các em nhỏ tới đây để mà tham quan. Ok, thì anh Long có thể dẫn em đi tham quan trước mắt đi là về cái showroom cá rồng của mình đi. Cái này là em nghĩ là sẽ cái signature luôn của bên mình đó. Thì trước tiên đó, đây là cái trang trại cá rồng thì nó không thể thiếu cái showroom. Đây là đằng sau tượng hai cá rồng này nhé. Nó là một cái showroom để trưng bày cá và bán cá. Thì sau này mình sẽ có nhân viên để tiếp thị và nhân viên bán cá, chăm sóc cá tại đây. Bây giờ thì mới nên nó chỉ có nhân viên chăm sóc thôi, chưa có bán tại đây. Và phía bên kia là trang trại thú, thì bây giờ mình qua đây coi trước. Dạ rồi, ok. Đập vô mặt mấy bạn là có rất là nhiều những cái hồ cá rồng ha, rất là đẹp luôn. Ở đây thì là những cái hồ huyết long. Hồ. Ban ngày thì mình dùng ánh sáng mặt trời. Còn ban đêm thì mình sẽ dùng đèn để nuôi lên màu. Thì những con huyết này nó nuôi trong phong đền trắng. Và toàn bộ những chú huyết này là huyết long được sinh sản tại Việt Nam, của mình nuôi lai tạo ra, tự mình lai tạo ra. Cái này là cá sinh sản tại đây luôn. Đúng chứ rồi. Không phải là cá nhập. Đúng rồi. Những cái con này là cá sinh sản tại đây, còn cá nhập đó là mình bán ở dưới Sài Gòn. Các bạn thấy Hà Long là dưỡng nền trắng hết, và sáng là sẽ dùng ánh sáng mặt trời. Thì bạn biết ánh sáng mặt trời là rất là tốt rồi, không còn gì phải bàn cãi nữa. Tối là mình sẽ đánh đèn anh. Tối thì mình đánh đèn, và ở đây cái lọc thì cũng đơn giản thôi. Mình chỉ dùng bùi nhùi thôi. Tất cả mình chỉ dùng bùi nhùi và bông lọc thôi. Và cứ mỗi ngày ấy, thì mình thay nước khoảng chừng 10-20%. Lúc buổi trưa nắng để cho nó đừng có nhiệt độ nó đừng có cao quá thôi. Còn đây là cái tương cá của mình. Đấy. Wow, rất là nhiều giấy khen. Đây là những cái bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn bên đây là của những cái cúp của nước ngoài mình thi được. Đấy, ở đây nữa. Cái này là cúp của Indo với Mã Lai. Đúng rồi, cúp của Indo của Mã Lai. Quá trời các bạn. Anh Long là đi thi những cái cuộc thi cho cá rồng rất là nhiều các bạn. Cho nên là cúp quá trời luôn. Bây giờ thì mình cũng hết đi thi rồi, làm giám khảo hay nhiều. Nhường lại cho thế hệ sau đi thi mình đuôi làm giám khảo. Cái này là sẽ cúp này là mình theo là từng cái chuyên mục thi luôn anh. Đúng rồi. Là nó sẽ có huyết long chủ yếu, những cái cúp này của huyết long và cũng có của có bối, những cái mà vô địch kia là của có bối. Có những cái của huyết long là mấy cái gold champion. Đúng rồi, mấy cái phía trên này nọ này, mấy cái cúp phía trên này. Còn đa số sẽ là huyết. Ok, đây là vào showroom nha các bạn. Mấy cái nào mà xanh xanh các bạn, thay nước mấy cái phổ xanh xanh trước đây nha, đừng có bật đèn nha các bạn. Bật đèn UV đi. Lắm bạn. Đúng rồi, bật như vậy đúng rồi. Thay khoảng chừng 30% nước nha. Đây là cá mình vừa trưng bày mà vừa bán luôn ha. Đúng rồi. Ok, thì trong cái showroom này của mình thì có cái con nào mà anh Long gọi là tâm huyết nhất, là cảm thấy nó là đẹp nhất? Mấy con này thì nó có giống như con huyết to này, này thì nó cũng thuộc loại là size nó lớn, nó to hết cỡ rồi đó.
thì màu nó cũng tốt. Còn bên kia có con phao cua lông thì mình rất là thích. Dạ. Dạ. Quay cho các bạn xem con này ha. Cũng lắm các bạn. Kích thước rất là to. Con này là mình nuôi khoảng bao lâu anh Long? Con này thì nó cũng 6-7 tuổi rồi. 6-7 tuổi. Cái màu nó cũng lên quá trời lên. Lên quá trời. Thường huyết long là mình sẽ nuôi cái phong nào là sẽ lên lên cái màu nó đỏ nhất anh Long? Phong thường thường nuôi phong đen thì nó nhanh lên màu hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mà nuôi phong trắng thì màu nó sẽ sạch hơn và nó lâu lên màu hơn, nhưng mà cái màu đỏ của nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Nó sẽ tươi hơn, nó sẽ tươi hơn. Cái viền vảy nó đỏ nhưng mà cái lồng vảy nó trắng thì nó nhìn nó sẽ nổi bật hơn là nuôi trong phong đen. Dạ. Nhưng mà không phải con nào nuôi phong trắng nó cũng lên màu. Dạ. Chứ là phong trắng thì nó sẽ có là xác suất lên đẹp. Dạ. Đúng rồi. Còn phong đen thì nó sẽ lên đều hơn, nhiều sẽ con nào cũng lên. Đỏ đậm hay đỏ lợt thôi. Còn nếu mà nuôi phong trắng thì có nhiều con sẽ không lên màu luôn. Là nó sẽ cứ trắng trong bóng luôn. Dạ. Vàng, dạ. Đó, mấy con này màu vàng. Dạ. Bối thì là mình sẽ nuôi phong trắng. Dạ. Sẽ lên cái màu đó nó đẹp hơn các bạn. Đúng rồi. Trong này thì mình sẽ cái chu trình chăm sóc một ngày nó sẽ như thế nào anh Long? Thì cứ cách 3 ngày là nó sẽ thay nước một lần, khoảng chừng 30% mỗi ngày cho ăn thôi. Yeah. Cá rồng thì cũng đơn giản đấy. Còn huyết long thì thường thường một con một hồ thì một tuần thay nước một lần. À. Nếu mà là ở nhà riêng ấy, còn ở trong cửa hàng thì chừng 3-4 ngày, thay 20%. Quá trời khủng, bé này đúng khủng. Cái con này là còn lớn nữa không anh Long? Cái size này chắc nó cũng hết cỡ, tại vì nuôi trong hồ kính là chỉ được như vậy thôi. Còn nếu mà nuôi mà trong ao ấy, thì nó mới lớn nữa được. Nuôi trong ao thì nó được 70 phân á, còn cái này thì chắc nó cũng 60-70 thôi. Dạ, cũng tầm tầm đó. Này chắc 70 phân hơn 70. Nhìn thấy nó cũng quá trời bự. Ok, mình qua bên kia mình xem con phạc phu long ha các bạn. Bữa nay nó bị stress. Dạ. Này mình mới chuyển nó ra. Đúng rồi. Cái đầu nó các bạn. Thường cái em nghe có mấy người họ nói là mấy con cá rồng mà nó có pha phu với lại cái đầu muỗng thì hai cái đó nó khác nhau như thế nào không? Đầu muỗng là cái đầu nó muỗng thôi, cái lưng nó không có gãy cao như vậy. Còn mấy con kinh sọt hoặc pha phu thì nó sẽ gãy cao. Con này là dạng nó không phải pha phu, nó giống như kiểu kinh sọt thôi. Pha phu là cái lưng nó gãy vuông lên rồi. Ở Việt Nam người ta phân biệt như vậy. Còn ở nước ngoài thì người ta gọi tất cả là kinh. Cái đầu nó cong lên nhìn nó rất là cái lưng nó gồ lên á. Nó gồ lên. Còn những cái con mà đầu muỗng là cái lưng nó không có gồ lên cao như vậy. Nhìn nó khác biệt đó mày, cái gì? Nhìn cái con này đặc biệt cái là cái đao nó dài ra tới đuôi sau luôn. Hai cái đao nó dài tới đuôi sau. Bạn nhìn hai cái vây trước của nó nè, bị quay kỹ rồi. Nó dài. Cái này đây gọi là đao, nó dài ra tới vây sau luôn, vây đuôi luôn. Tới sau luôn. Nhìn như hai cái phi đao đó. Đã. Thường về cái giá trị của những cái con mà bình thường với lại những cái con mà pha phu như thế này thì giữa hai con nào sẽ mắc hơn? Pha phu mắc hơn. Pha phu mắc. Có phù mắc hơn nhiều. Cái này nó mới chuyển ra các bạn, nó còn hơi nhát á, chưa có sung. Con bên đây cũng pha phu luôn á. Đúng rồi, con này là con giống như nó là sơ mi pha phu á, cái lưng nó không gãy nhiều lắm. Dạ. Người ta gọi là sơ mi pha phu. Nó sẽ hơi hơi, các bạn thấy giữa hai con này ha, con này nó chỉ nó lại lại gãy hơi hơi. Nó chưa có bị xuống quá, nó không có gù quá. Nó sẽ trượt xuống một xíu. Con này cũng là huyết luôn anh không? Đúng rồi, huyết luôn. Huyết lúc nhỏ là nó sẽ không có lên cái màu đỏ liền, nó rồi. Đen đen. Đúng rồi, chỉ có đuôi thôi. Đuôi nó đỏ thôi, chứ còn nó huyết nó đỏ nó vậy. Huyết long thì nó lâu lên màu hơn, nó phải từ size 30 trở lên bắt đầu nó mới lên màu cam cam. Con này chắc cỡ gần 20, 20. Con này chắc khoảng 25 cho 25. Oh.
Ok. Phía sau này của mình là mấy con gì anh Long? Mấy con này là mấy con kim long có bối, mấy là cao lưng. Dạ. Mấy con này của anh ở trên là hồ huyết. Cứ ở bên trên là huyết. Dạ. Mà hồ đen là huyết, còn ở hồ trắng ở dưới là kim long. Kim long. Dạ. Mấy con này kim long có bối này. Dạ. Mấy con này thì nó đạt cái kích thước hết cỡ rồi. Dạ. Cũng to lắm bạn. Được cái cẳng tay luôn. Thường cái sự việc giữa lại bối với lại quá bối nó khác nhau như thế nào không? Quá bối là bối thôi. Những cái con nào mà cái chai quê cái chỗ này nó có này, cái chai vây lưng ấy, nó có, nó gọi là quá bối. Còn những con nào không có thì nó gọi là cao lưng. Cao lưng, dạ. Ừ, hoặc là 24K, nó tùy vậy. Dạ. Những con này thì nó lại nó lực hơn. Tôi thấy con này nhìn cái đầu nó lực hơn. Ừ, con này con cá trống, cái đầu dạ. Nó để nó động con. Thường cái tuổi cá rồng phân biệt được với cái nó dễ không anh Long hay là khó? Khó luôn. Ừ. Cái đó phải tới tuổi trưởng thành thì nhìn thấy. Ồ, dạ. Nó tới tuổi mà sắp đẻ con á. Dạ. Thì đó là cái này anh em có nhiều sự lựa chọn đó. Thường cái khách của mình thường là chơi những cái dòng này, những cái người mà mới chơi anh Long thì họ sẽ chốt thường là những cái size như thế nào là an toàn nhất? Size khoảng chừng 25 trở lên người ta hay mua, size khoảng chừng 25. Dạ. Ở mấy size mà 2X đó mình nó sẽ dễ chứ. Tạm dễ không? Tại lúc đó là ăn khỏe, uống khỏe và cái độ thích nghi của tụi nó cũng đã ok rồi. Với lại anh bên Long là thuần ok hết. Lúc đó bạn chăm nó sẽ mắc pin. Ồ, cái con cá này nó lạ anh. Mấy con loại này này, nó lớn lên cái lồng vảy của nó sáng. Nhìn nó lạ quá. Màu kim loại đấy, một cái viền nó đỏ. Mấy con như này là gì anh? Mấy con cá đó mà mấy con kim long mà nó bị lỗi từ lúc nhỏ. Dạ. Đẻ ra cái nó bị vậy. Cái miệng nó lạ quá bạn. Ừ, nó giống như mặt cười ấy, giống như nó đang cười. Dạ. Hồi xưa nó cái đợt đầu nó đẻ ra nó vậy á, giữ cái lại nuôi luôn. Tụi này là ăn uống bình thường hết luôn hả anh? Ăn bình thường. Đuôi tim á, đẻ ra nó vậy. Có mấy con mình để lại còn chơi là có con này nè, cái mỏ như cá vàng ba đuôi đẻ ra cái nó vậy. Này thả chung với cá rồng nuôi cũng được, chắc cũng được. Thấy bạn làm thả à, nó mất cái đuôi ấy, nó gọi là đuôi tim á. Nó dính vô luôn á. 9 triệu. To mà. Cao lưng hồng vĩ, nó không phải là huyết long thì nó mới mắc, còn mấy con cao lưng này nó rẻ. Mấy con này là cao lưng hồng vĩ. Này giống như mấy con này là mình nuôi mình đẻ ra mà nó đẻ ra nó bẩm sinh nó bị vậy. Nó không có cái đuôi sau đâu. Hai cái đuôi liền nhau luôn. À, dạ. À, dạ, hai cái đuôi liền nhau. Một cái đuôi luôn. Những con mà độc lạ là chân ở đây cho người ta coi. Dạ. Giống như con mặt cười nãy cũng ít người có. Dạ. Cái này là mình sinh sản thì đôi khi nó sẽ có những con. Đúng như rồi. Này. Mà con bên đây là cái mỏ như con chim vậy. Mắt nó lồi ra hai cái mỏ tụt vô. Đó, cái miệng nó như con chim này. Đẹp thôi, không biết đâu, thấy đẹp gì đâu. Nó mất cái độc tôi chứ còn đẹp thì có người thích người không. À, có đuôi lạ. Nó độc tôi, đó cái đuôi nó nè. Như con bướm vậy, nó còn mới đuôi sau. Người ta kêu là đuôi tim. Đẹp thì giá cao, nhưng mấy con này thì giá cũng không cao, nhưng mà nó không có, nó lạ thôi. Đây là Blue Bay sao? Ừ. Cái này mình phân biệt sao được hết đi. Tụi này phân biệt sao? Cái này cái viền vảy nó vàng này, cái lồng vảy nó màu tím. Ồ dạ. Mấy anh em mà thích màu hơi thích, đen đen á. Mỗi người thích một màu khác nhau. Dạ. Để lên cái màu đen đen khá là như hắc hóa các bạn. Thường cái giá trị của một con cá rồng á, mình sẽ căn cứ vào đâu để mình quy định cái giá trị của nó là thấp hay cao anh? Cái cá đẹp hay xấu thôi, cái đó mình sẽ là người định giá. Dạ. Chứ em tưởng là phải nhìn body rồi vây. Đúng rồi, thì cái đó phải nhìn. Dạ. Cái người bán là phải nhìn được cá đẹp cá xấu thì cho nó đúng. Con cá nào xấu thì cái giá nó phải rẻ bớt đi. Dạ. Cá nào đẹp thì giá nó phải cao hơn cá xấu thôi. Cái đó là mình định giá cho nó đúng. Cái đó là cái tiêu chuẩn khi mà mình bán, còn ví dụ như mà cái tiêu chuẩn khi mà bình thường mà anh Long đi chấm thi ở bên Indo với Malaysia thì nó sẽ căn cứ vào như thế nào?
nó có những cái tiêu chí, nó có cái bảng điểm của nó chứ. Mỗi cái nước nó sẽ quy định cái bảng điểm riêng, nó sẽ có cái barem riêng. Mỗi cái size nó khác, size nhỏ thì cái màu của nó không tính, mà nó tính body với cả cân đối thế này. Còn những cái con size lớn thì bắt đầu nó mới tính màu sắc, điểm nó cao hơn. Size to là nó đã lên màu, nó sẽ căn cứ cái đó. Con này là con king sọt. Người nó bị ngắn đó các bạn, thấy không? Con này nó có chút xíu à. Nãy giờ các bạn coi mấy con kia thì cái người nó dài hơn, còn con này thì nó cái người mấy nó con ngắn, giống giống vậy, người nó ngắn hơn. Đó, mấy người mà họ chơi cá gì họ thích mấy con sọt body á. Mấy con thế này là đập vô mắt là thấy ấn tượng liền. Đây là nó giống như vậy. Con cái này là gì anh Long? Con đó là Albino. Albino. Con bối Albino. Nó vàng tè luôn các bạn. Mắt đỏ. Mấy con này thường là mắt nó đỏ như vậy là nó đúng có thấy đường không anh? Nó đột biến á, thấy đường anh. Dạ. Vàng tè đẹp, đẹp kinh hồn luôn các bạn. Vảy rồi kỳ các kiểu là nó ánh một cái màu vàng luôn. Sẽ không có bị cái mấy cái màu đen nó mất đi cái chất nó phản ấn tượng luôn. Rồi các bạn thì sau khi tham quan cái showroom cá rồng của anh Long thì bây giờ chúng ta sẽ theo chân anh Long đi tham quan cái farm ha. Thì đây là cái khu vừa là khu vui chơi và vừa là cái nông trại nhỏ và trưng bày rất là nhiều những cái dòng thú cưng cùng theo chân anh Long nha mọi người. Trước tiên thì mình coi bên đây đi, giống như mình làm giống như mấy cái nhà cổ cho bà con chụp hình này. Chị em phụ nữ từ cuối tuần mà cả gia đình tới chơi thì mình coi cá, rồi vợ thì coi chụp hình chụp ảnh, con thì coi thú coi chỗ sống ảo. Đó, nó buổi tối nó lên đèn quê. Buổi tối lên đèn giống như kiểu như Hội An này. Còn đây là mấy cái cá rồng ở dưới ao. Đây là các bạn cái con sông mà Amazon nè. Đây. Cái anh Long. À trời. Nè bữa anh Long thả rất là nhiều cá luôn. Con nó đang ngậm con luôn á. Dạ. Ở đây là Albino nè. Anh Long thường này. Có thanh long, hồng long này kia, đủ thứ hết chứ. Này mình thả là bao nhiêu con cá rồng anh? Gần 300 con á. 300 con. Này gọi là khủng khiếp luôn các bạn. Cái này thường những cái con cá rồng mà khi mình nuôi ở dưới ao á thì làm sao mình biết được là nó đang ngậm trứng anh? Mình nhìn mình biết, chứ nó phải nuôi lâu phải quen mới biết được. Này là phải có mắt nhìn mấy bạn. Ủa, ai đạp vỡ luôn cục gạch luôn. Cơm chưa? À, khi mấy bạn vô đây thì là sẽ có, đây là quầy vé ha các bạn. Ở đây là bán nước rồi, bán nước, anh em bán mua thì bán nước chứ. Dạ. Đó, anh ăn cái gì gọi kêu con làm anh đi. Đúng rồi. Đây là các bạn vô sẽ thấy cái chuồng gà. Đây là chim chỉ, mấy gà ba lan, mấy con công. Dạ. Em mình nuôi chung với nhau luôn hả Long? Đúng rồi. Mấy chỉ trắng á. Dạ. Mấy con gà ba lan, con gà bự bự kia, con gà khổng lồ gì đó. Dạ. Con công mà nó đứng cốt trên kia. Ở trong kia kìa bạn. Trên kia. Nó bị cái quái chim. Ê, coi chừng té con, coi chừng. Coi chừng nha, đi cẩn thận. Ôi sao quá. Đấy. Hôm nay này phải đi sát được. Rồi, ok. Cái này là chỗ ngồi cho khách để mà tới nước anh. Đúng rồi. Hôm nay hơi đông các bạn. Kiếm chỗ ngồi hơi căng. Đây là những cái hồ cá. Cá rồng. Đây các bạn. Cái này là hồ cá mặt cười đây. Nhiều người khoái cái này lắm. Dạ. Yeah. Mấy con này là lúc nào nhìn nó cũng giống như đang cười ở cái miệng này. Yeah. Ở bên nước ngoài lúc trước nó gọi là Happy Arowana. Yeah. Những con đó là chỉ có bị là cái miệng của nó bị hở ra thôi. Màu của nó rất là đẹp. Nên là nhìn miệng này giống như đang cười ở đâu. Yeah. Đó. Cái này á, buổi sáng thì mình nhìn nó hơi bị chói. Yeah, nhưng mà buổi tối á,
khoảng chừng 7 giờ tối bắt đầu bên ngoài nó không còn sáng nữa, đèn trong hồ sáng lên đó, nhìn đẹp lắm. Bây giờ mình bật đèn nhưng mà nó vẫn bị ánh sáng ngoài nó phản chiếu vô. Đúng rồi. Cái này buổi tối đẹp lắm, lung linh. Cái này mà chờ tới tối thì nhà mình chắc đi tới chiều là về các bạn. Này, đây bên đây là hồ huyết long. Dạ. Hồ huyết long hả? Ừ. Nuôi cộng đồng. Thường mấy con mình nuôi cộng đồng như thế này anh Long nó có đánh nhau không? Nó cũng có đánh nhau nhưng mà nuôi tôi lớn cái này bắt đầu em thấy là nó lành lặn hết này, nó không đánh nhau rồi thấy không? Dạ. Bây giờ là nó hết đánh nhau rồi. Dạ. Lúc nhỏ nó đánh nhau dữ lắm. Dạ. Lúc nhỏ chanh ăn. Mấy con này là thành cát hết anh. Ừ. Thành cát đây là cá mập nước ngọt. Đúng rồi. Và nó bạch tạ. Dạ. Đó. Mình nuôi rất là lành lặn. Nhìn nó nuôi nó vẫn lành này, nó đâu có bị gì đâu. Dạ đúng rồi. Bên đây này gần như là không có xây xác gì luôn. Ừ. Còn những con nào mà dưới ao á, bắt đầu nó tới thời kỳ sinh sản á thì nó mới cắn nhau để nó giành lãnh thổ, nó giành cá cái á, giống như giành gái vậy. Dạ. Còn mấy con này nó chưa tới tuổi thì bắt đầu nó cũng lành lặn. Nó to vậy mà chưa tới tuổi luôn anh. Ừ. Nó to luôn. Nuôi nó rất là lành. Dạ đúng rồi. Thả nếu mà nuôi cộng đồng á phải thả nhiều. Ừ, thì nó đỡ, chứ còn thả hai con là nó cắn nhau, ba con nó cắn nhau à. Yeah. Nhưng mà thả nhiều mà chỗ đủ rộng á là nó không cắn. Con này giật con kia nó bỏ chạy đi chỗ khác thôi, nó không đánh nhau. Còn bên đây là có hồ mấy con cá to to này. Bên đây là hồ thủy quái ha. Cá hô, cá cha, cá nhiều. Cá cha dầu, cá lăng đuôi đỏ. Có hàng cá hô to trời. Đúng là như anh Long nói nè, mà quay buổi tối nó mới phê các bạn. Nhưng còn giờ thấy toàn là nước đen thui không ạ. Nè con này là cá trê đuôi đỏ nè. Con cá giống như con cá lăng đuôi đỏ. Dạ, cá lăng đuôi đỏ. Con này nhiều người nói là cá mập. Đó, cá mập rất ngon. Thành cát tư hãng gì đó các bạn. Còn trong kia là con cá hô. Đi quay sát cái kính nó thấy được. Đó, không cần đó ở dưới đó. Xuống dưới. Đó, đúng rồi. Nó cá hồ đó. Hồ này là đúng chất của gọi là hồ thủy quái luôn các bạn, toàn là cá khủng không à. Toàn là cá khủng không à. Hồ này là kích thước cỡ bao nhiêu anh Long? Hả? Hồ này là kích thước cỡ bao nhiêu? Hồ này là kích thước là 10 m, sâu dưới 2 m, cao lên 1m8. Ồ. Còn bên đây có cái hồ mới ghê thì bên đây có hồ dài hơn nhiều. Được chưa? Vẫn không được à? Dạ, không được, phải đóng cái đinh vô. Các bạn vô đây đi tản bộ nè, cũng được. Em nhìn con đinh này độc lạ không? Viền đỏ như huyết long ấy. Dạ. Ngân long albino mà nó có viền đỏ, nó lên viền đỏ. Con này, hai con này thấy không? Dạ. Một cặp này, nó lên viền đỏ. Mấy con kia đâu có đâu. Đúng rồi. Đó, bạn nó lên viền đỏ. Con này thì có lên, em thấy bên kia có lên nè. Nó nhưng mà nó hơi nè. Đó con nhỏ nè, viền nó đỏ thấy không? Dạ. Mấy con này nó hiếm lắm. Xác vô mới thấy. Nè, đó thấy không? Cái viền đó nè. Viền như huyết long luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Cái này nhìn tưởng ai vẽ lên á. Ừ. Đẹp lắm. Dạ. Nó lạ. Dạ. Đó, viền như huyết long luôn. Cái đó là nó sẽ gọi là tự nó lên luôn anh chứ. Tự nó lên á. Dạ. Đâu có mình đâu biết làm không biết làm sao tự nhiên nó lên. Có con đó à, hai con à. Hai con à. Còn con lớn nó đi đâu rồi? Hồ này là bao rộng luôn mấy bạn. Hồ này là dài 30 m. 30 m. Hồ tới quẹo qua tới bên kia quẹo luôn. Quẹo qua tới bên kia là 30 m á. Liền đó, liền nhau á. Này chắc kính cái này mình dùng kính bao nhiêu anh? 2 tấm 12 ly dán vô ép vô với nhau. Ép vô cường lực. Dạ. 2 tấm cường lực ép vô với nhau. 30 m. Rồi các bạn thấy ở cái hướng ngã rẽ bên kia là nó liền luôn. Ở đây là mấy cá này là đang dưới ao đẻ đó, mình bắt lên để cho bà con coi á. Nó vẫn bắt cặp vẫn đẻ bình thường. Ở trên hồ kính này. Hồ kính vẫn bắt cặp luôn á. Vẫn bắt cặp vẫn đẻ bình thường. Dạ. Mà cái hồ này mà thao tác để mà lấy trứng cũng căng à. Đỏ, đỏ như huyết long cái bên vậy đó. Dạ. Con nó nhìn lạ vậy. Đó, đỏ. Đây viền này. Thì nó cứ giống như là như là xâm mình á. Dạ đúng rồi. Giống lấy mực xong ghim vô. Bạn hết mày. Hồ này nó liền nhau luôn á. Dạ. Buổi tối nhìn sáng nguyên cái khu này lên đẹp lắm. Cái này mình có mấy cái lọc anh? Hồ này nè. Cái hồ này nó không có lọc. Cái này, con này belly nè. Chấm 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 nó giống như màu sô-cô-la vậy. Dạ. Cái đó cũng hiếm. Cái hồ này ở trong nó không có lọc.
nó chỉ có cái máy bơm, nó bơm qua cái hộp lọc mà trong nó chỉ có đèn UV thôi chứ không có dùng lọc. Dùng mỗi UV thôi. Ừ, dùng đèn UV thôi. Dạ. Mà cứ mỗi cái ô này nó có một cái đèn UV. Dạ. UV để nó dịch tảo á. Dịch tảo. Cái này là không có lọc. Thì có hút đáy, mỗi cứ một tuần mình hút đáy hai lần. Cứ mấy ngày mình hút lần xong mình xả bớt nước ra. Đúng rồi, hút bằng tay chứ không hút máy. Này nó đang bắt cầm này. Ồ. Đó, nó đang bắt cầm đó. Dưới này nè bạn. Bài sát vô đó mới thấy. Dí sát vào đây nè. Dí sát vô đây. Ừ. Đó, nó đang bắt cầm ở trong đó đó. Đó giờ em đang nghe nhiều người nói là mấy cá rộng trong hồ kính khó bắt cầm lắm. Đó, nó bắt cầm đó. Nghe thấy bắt cầm luôn nè. Bắt cầm đó. Rồi ví dụ mình nuôi cộng đồng vậy mà hai con nó bắt cặp nhau thì mấy con khác nó có làm phiền mình không? Có, nó lại đó. Nó giành ăn đó. Nó thấy trứng rớt ra là nó ngậm, có con nó ngậm, có con nó ăn nuốt luôn. À dạ. Ừ. Đấy thì quá toàn. Nó ngậm để nó tự đẻ đúng không anh? Nó ngậm để nó ấp con á. À. Cái đẻ, cá trống nó ngậm trứng để nó ấp con. À, vậy là có nhiều con trống tới. Đúng rồi, nhiều con trống tới. Ok. Mình đi tham quan phía sau các bạn. Giờ tới Long sẽ dẫn chúng ta đi tham quan farm. Sau này là cái vườn thú. Dạ. Yeah. Này khu vui chơi luôn á Long. Đúng rồi, khu vui chơi của trẻ con. Dạ. Yeah. Trời nóng vậy mà đi tắm là quá phê luôn. Cái hồ này nè, cái hồ bơi hôm qua nó bị nước mưa vô cái nó xanh. Hèn chi hôm nay không thấy ai tắm, có đâu có dám cho tắm, hôm qua nước mưa vô cái nó xanh vậy nè, bây giờ phải cho nó lắng xuống để nó hút cái cặn ra. Dạ. Cho nó lắng cái tảo xuống á. Dạ. Cứ mưa xong nguyên đêm hôm qua tự nhiên nó xanh vậy. Mưa bị nhơ các bạn. Rồi phía sau đây mấy con lừa. Có con lừa. Lừa. Ở đây mà bình thường mà mấy cái bạn thú này là mình có cho ăn không anh? Có chứ, ngày nào cũng cho ăn. Ngày nào cũng cho. Ngày cho ăn hai lần. Ví dụ như mà khách tới mà muốn có cho ăn thì vẫn có không? Hay là chỉ có mình cho ăn? Không, cái đó là cái lắng của cái cặn xuống đây. Nó hôm qua trời mưa nguyên ngày á, cái nước nó bị tảo á. Giờ cho nó lắng xuống ra, giờ mới hút cái tảo ra. Đây là bò. Đây là bò sữa luôn hả Long? Bò sữa. Bò sữa. Bò này bò lùn. Bò lùn. Bên kia là trâu trắng. Ngoài này là hai con bò, trong kia là trâu hả các bạn? Bên kia là trâu trắng, trâu trắng, trâu bạch tạng. Dạ. Nó nhỏ xíu. Cái này là mình đẻ luôn hả anh hay là không mua? Mua của người ta. Dạ. Không, mình đâu có đẻ. Cái này mình mua lại của nhà người ta nuôi. Dạ. Lâu lâu nó có con nó bạch tạng nó đột biến thôi. Mình mua lại. Nó nhỏ xíu luôn các bạn. Nó không có to bự như mấy con trâu thường. Bên đây là mấy con dê, mấy con cừu. Dê, cừu. Các bạn nhỏ là khoái mấy nhà lắm. Mấy tụi này ăn nhiều không anh? Tụi dê này nè. Nó ăn nhiều. Dạ. Ừ, mỗi ngày cho ăn hai lần, sáng một lần, chiều một lần. Ừ, dạ. Bên kia là đòi xin ăn quá trời. Cái này chi phí một tháng mà chăm mấy bạn này tốn không anh? Cũng tốn nhiều thôi. Cả người chăm, cả thức ăn cho nó này kia đó. Nó vừa ăn cám, vừa ăn cỏ. Dạ. Cỏ thì phải đi cắt, còn cám thì mình mua về. Dạ.
Bên đây là ngựa. Ngựa to này. Ê, xin lỗi. Quanh đây nè, quanh đây là Bi cầm cẩn thận camera nha. Đây là đà điểu. Có hai con đà điểu. Hang đà điểu. Mà làm chuồng thấy hơi mạo hiểm. Sợ nó mổ ghê. Không, nó không mổ đâu. Dạ. Con này nó cũng hiền. Cái này là mình mua nó cỡ này luôn hả anh Long, hay là mình mua nút nhỏ? Mua nó cỡ này luôn. Cỡ này luôn. Còn bên đây có mấy con hươu sao. Dạ, hươu sao. Bay luôn. Còn đây là con lạc đà, hai bú. Em thường thấy mấy cái farm nhỏ là ta chơi lạc đà một bú không ha. Bên Long là lạc đà hai bú. Tại ở trên đây cái khí hậu nó nóng á, nó nuôi con kia không hợp. Ờ dạ. Nhiều khi nuôi nó chết. Ừ. To. Bây giờ sao rồi Hiền? Nghẹt nước à? Nghẹt nước hay làm sao? À. Bây giờ nó ngồi nghỉ luôn rồi các bạn, giờ nó không đứng. Đứng thì các bạn thấy được cái độ khủng của nó hơn. Mấy trăm ký. Dạ. Khi là hôm sau một đại gia đình. Hưu của mình là đẻ chưa anh? Chưa, mới nuôi à? Mới nuôi năm nay. Dạ. Farm đi vô đây là các bạn thấy nhiều bét, nhiều thú cưng. Hiền ơi. Hai con đà điểu nhỏ em bỏ chung chuồng dê coi được không? Anh nghĩ thả chung với con dê được á. Chuyện tác ghê. Cái này nhỏ là khoái mấy con dê. Cứ nhảy chồm lên nó xin đồ ăn đó các bạn. Trong kia là cừu hả Long? Ừ, cừu. Cừu. Ok. Đây mình còn khu nào nữa không Long? Không, ở đây bên đây mấy con thú chỉ có như vậy thôi. Dạ. Còn bên kia thì mình nuôi cá thôi. Rồi. Vậy là hết chuyến tham quan rồi đó các bạn. Thì cũng như là chia sẻ cho các bạn một cái khu vui chơi gọi là khá là thiên nhiên luôn á. Và cũng như là nếu như anh em nào mà muốn chơi cá rồng á, thì có thể liên hệ với anh Long, hoặc là nếu như có dịp á, có thể lên đây để mà trải nghiệm cũng như là chiêm ngưỡng những các bạn cá rồng gọi là siêu đẹp, siêu chất lượng ha. Và nhớ là mình sinh sản ở Việt Nam luôn hả Long? Đa số luôn. Đa số ở đây là sinh sản ở Việt Nam, còn dưới Sài Gòn thì những cái loại mà nhập ở Indo với Mã Lai về thì ở dưới Sài Gòn. Ok, thì nếu như các bạn nào mà muốn á, thì có thể tranh thủ cơ hội ghé lên đây cũng để tham quan cũng như là trải nghiệm những cái dòng thú cưng rất là độc lạ, và cũng như là nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Các bạn chỉ cần đi xe từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra tới Củ Chi thôi là có thể chiêm ngưỡng được một cái nông trại nhỏ của anh Long ha. Ok, nếu như các bạn cảm thấy clip của mình hay, hấp dẫn và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một share, đồng thời là đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay hơn trong thời gian sắp tới. Ok, bye bye mọi người nha.